Kính chào quý vị, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào. Mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 30 tháng 6 năm 2023. Bão Infa ập vào Trung Quốc, cây bật gốc, phố xá ngập nước, dự báo đổ bộ lần 2. Bão Infa có nghĩa là pháo hoa đã đổ bộ vào miền đông Trung Quốc hôm nay ngày 30 tháng 6. Tỉnh Chiết Giang đã nâng phản ứng khẩn cấp với bão Infa lên cấp cao nhất, trong khi tại Thượng Hải có hơn 1.000 cây bị ngã đổ. Bão Infa ập vào khu vực phía đông Trung Quốc khiến cây cối bật gốc và mang tới mưa lớn gây ngập tại nhiều nơi, theo hãng tin AFP. Hãng tin Tân Hoa Xã thông tin từ cơ quan chỉ huy chống lũ lụt tỉnh Chiết Giang cho biết bão Infa đổ bộ vào thành phố Chu Sơn của tỉnh này khoảng 12 giờ 20 phút ngày 30 tháng 6 giờ địa phương, kèm theo gió mạnh tới 38 m/s. Cơ quan chỉ huy chống lũ lụt tỉnh Chiết Giang đã nâng phản ứng khẩn cấp với bão Infa lên cấp 1, cấp cao nhất, từ trưa hôm qua 29 tháng 6, khi bão này bắt đầu gây thiệt hại. Hơn 60 km đường ở Chu Sơn bị ngập do nước biển tràn vào. Đến trưa ngày 25 tháng 7, khoảng 17.000 tàu thuyền đang quay về cảng để trú ẩn và hơn 1,5 triệu dân trên khắp tỉnh Chiết Giang đang được sơ tán tới nơi an toàn. Chiết Giang cũng mở hơn 12.000 cơ sở trú ẩn tạm thời cho công chúng. Các đội phản ứng ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang được triển khai để dọn dẹp cây cối ngã đổ. Người dân ở một số khu vực đã tìm cách băng qua dòng nước lũ, trong khi những người buôn bán chất bao cát phía trước cơ sở kinh doanh để ngăn nước mưa, bão Infa cũng ảnh hưởng tới Thượng Hải, thành phố lớn nhất Trung Quốc. Toàn bộ các chuyến bay ra vào hai sân bay quốc tế Phố Đông và Hồng Kiều của Thượng Hải bị hủy trong ngày 25 tháng 7. Hoạt động tại các cảng Thượng Hải và Ninh Ba cũng ngừng lại. Cũng tại Thượng Hải, bão Infa làm đổ hơn 1.000 cây và gây ngập lụt ở một vài nơi. Hơn 2.000 đội cứu hộ tại thành phố hiện trong tình trạng sẵn sàng triển khai khi cần thiết. Khoảng 360.000 người ở Thượng Hải đã được sơ tán. Cục khí tượng Trung Quốc dự báo sau khi đổ bộ Trung Quốc, bão Infa suy yếu nhưng sẽ tiếp tục lởn vởn trên một khu vực rộng lớn ở phía đông Trung Quốc vài ngày, mang tới mưa to và có thể ảnh hưởng tới những nơi vẫn đang phục hồi sau mưa lũ những ngày qua. Theo Tân Hoa Xã, các cơ quan thời tiết dự báo bão Infa sẽ đổ bộ lần hai vào các khu vực duyên hải nằm giữa thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang và thành phố Khải Đông, tỉnh Giang Tô. Trong tối ngày hôm qua, Trung Quốc hứng bão Infa trong bối cảnh tỉnh Hà Nam, miền Trung nước này vẫn đang dọn dẹp sau mưa lớn. Thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh này đã hứng trận mưa lớn được xem là ngàn năm có một. Tính đến ngày hôm nay, số người chết do mưa lũ ở tỉnh Hà Nam đã tăng lên 63. Mưa lũ đã ảnh hưởng tới gần 11,45 triệu dân ở 139 huyện của tỉnh Hà Nam. Tổng cộng 876.600 ha hoa màu đã bị ảnh hưởng và hơn 8.800 căn nhà đã bị sập. Theo thông tin từ chính quyền địa phương được báo China Daily dẫn lại, hãng tin AFP bình luận Trung Quốc hứng bão và mưa lũ hàng năm trong mấy ngàn năm qua. Nhưng lượng mưa kỷ lục ở tỉnh Hà Nam vừa qua đã khiến người ta đặt câu hỏi làm cách nào các thành phố có thể chuẩn bị tốt hơn để đối phó những sự kiện thời tiết cực đoan sắp tới. Bão Infa sẽ gây mưa cực lớn áp sát Trung Quốc. Có gần 200 triệu người Trung Quốc sống trong vùng bị ảnh hưởng bởi bão Infa. Dự kiến bão sẽ đổ bộ đêm ngày 29 tháng 6 rạng sáng ngày 30 tháng 6 ở tỉnh ven biển Chiết Giang, gần Thượng Hải. Bộ quản lý khẩn cấp của Trung Quốc cảnh báo bão Infa sẽ gây thiệt hại lở đất ở các vùng ven biển phía bắc tỉnh Chiết Giang và phía bắc tỉnh Phúc Kiến trong ngày 30 tháng 6. Để giảm thiểu thiệt hại của bão, ngày 29 tháng 6, Trung Quốc đã cho đóng các bến cảng hàng hóa và dịch vụ đường sắt trước khi bão Infa đổ bộ. Ngành đường sắt Trung Quốc cho biết hơn 100 chuyến tàu đi qua Chiết Giang đã bị hủy, ít nhất 150 tàu, bao gồm cả chở khách và tàu chở hàng, được sơ tán khỏi vùng ảnh hưởng của bão. Theo trang cảnh báo thiên tai chiverweather.eu, bão Infa sẽ gây lượng mưa lớn từ 500mm đến 800mm ở khắp tỉnh Chiết Giang trong vài ngày tới. Để so sánh, thành phố Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc gánh chịu hậu quả nặng nề sau khi hứng lượng mưa lên tới 622,7mm trong 24 giờ, từ sáng ngày 29 tháng 6 tới sáng ngày 30 tháng 6. Dự báo sau khi đổ bộ vào đất liền, bão Infa sẽ di chuyển chậm, gây mưa dai dẳng, rất lớn trong vài ngày trên diện rộng. Lượng nước từ các trận mưa này sẽ là thử thách vô cùng lớn cho khu vực Thượng Hải. Chính quyền Thượng Hải đã cho đóng các cửa công viên công cộng,
nhà bảo tàng và cảnh báo người dân ngừng các hoạt động đông người ở trong nhà để đảm bảo an toàn. Bão Infa cũng sẽ gây mưa lớn cho nhiều khu vực ở tỉnh Hà Nam, nơi vừa trải qua mưa lũ lớn và vẫn chưa khắc phục xong thiệt hại. Trước đó, mưa lớn ngàn năm có một đã khiến tỉnh này chìm trong lũ, để lại khối lượng rác cần dọn dẹp nhiều chưa từng có. Cơ quan chỉ huy chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã cử các đội công tác đến Chiết Giang và Thượng Hải để hỗ trợ và hướng dẫn công tác phòng chống và ứng phó với bão. Chính quyền Trung Quốc cũng đã chỉ đạo các địa phương ở Chiết Giang, Thượng Hải, Phúc Kiến, Giang Tô, Giang Tây và An Huy tăng cường công tác phòng chống bão. Bão Infa trên đường lao thẳng vào kho dầu chiến lược của Trung Quốc. Bão Infa dự kiến đổ bộ vào khu vực đặt kho dầu chiến lược ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cuối tuần này. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo bão Infa sẽ đổ bộ tỉnh Chiết Giang vào cuối tuần này sau khi gây ra những trận mưa xối xả và lũ lụt ở tỉnh Hà Nam hồi đầu tuần. Chiết Giang được biết đến là tỉnh ven biển có một số nhà máy lọc dầu mới và lớn nhất của Trung Quốc cùng nhiều bến cảng. Cách đây vài ngày, chính quyền thành phố Chusan, tỉnh Chiết Giang cho ngừng các hoạt động liên quan tới kho dầu chiến lược nói trên vì thông tin bão Infa sẽ đổ bộ ngày 29 tháng 6 giờ địa phương. Ngoài việc phụ trách hoạt động tiếp nhiên liệu cho các tàu lớn, Chiết Giang còn là nơi đặt khu phức hợp dầu mỏ của công ty dầu mỏ và hóa chất Chiết Giang tại thành phố Chusan. Nhà máy lọc dầu Trấn Hải thuộc sở hữu của công ty Sinopec cũng gần với đường đi của bão Infa. Trước đó, ngày 23 tháng 7, Trung Quốc kích hoạt cảnh báo cao mức thứ 2 đối với bão Infa, ban hành cảnh báo màu cam, đồng thời nâng phản ứng kiểm soát lũ lụt và bão khẩn cấp từ mức 4 lên mức 3. China.org.cn dẫn lời Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, cơn bão dự kiến đổ bộ các khu vực ven biển phía bắc của tỉnh Chiết Giang và phía bắc tỉnh Phúc Kiến trong khoảng thời gian từ chiều ngày 29 tháng 6. Đến ngày 30 tháng 6, theo dự báo thời tiết, bão Infa có thể gây lũ lụt tàn khốc ở một số khu vực của Trung Quốc như trung tâm tài chính Thượng Hải. Cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán Trung Quốc đã cử các nhóm công tác đến Chiết Giang và Thượng Hải để hỗ trợ và hướng dẫn phòng chống bão. Bắc Kinh ngày 29 tháng 6 cũng ban hành hướng dẫn kiểm soát lũ lụt và cứu trợ cho Chiết Giang, Thượng Hải, Phúc Kiến, Giang Tô, Giang Tây và An Huy. Infa là cơn bão lớn đầu tiên đổ bộ phía đông Trung Quốc trong mưa bão đỉnh điểm từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay. Cùng ngày, ngày 29 tháng 6, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin số người thiệt mạng do lũ lụt ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đã tăng lên 51, trong khi thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Trong số 51 người thiệt mạng, có 12 người mắc kẹt trong một tàu điện ngầm bị lụt ở thành phố Trịnh Châu. Lũ lụt khiến gần 400.000 người ở thành phố 12 triệu dân này phải sơ tán. Trung Quốc, người mẹ chết cứng khi cứu con khỏi sạt lở. Một người phụ nữ tại Trung Quốc đã tử vong sau khi cố đưa con mình đến nơi an toàn trong trận lũ và lở đất ở làng Huazhongjian, tỉnh Hà Nam. Đài BBC đưa tin bé gái may mắn sống sót và được giải cứu thành công vào ngày 29 tháng 6. Sau hơn 24 giờ bị chôn vùi dưới đống đổ nát, những cơn mưa lớn đã gây sạt lở tại làng Huazhongjian. Khu vực này đang bị lũ lụt càn quét vì lượng mưa kỷ lục, với ít nhất 51 người chết và gần 400.000 người phải sơ tán. Đoạn clip giải cứu bé gái khoảng 3 đến 4 tháng tuổi được chia sẻ rộng rãi tại Trung Quốc. Tôi nghe thấy tiếng em bé và lúc đó đội cứu hộ cũng vừa đến. Kịp thời giải cứu cô bé, bé đã được mẹ đưa đến nơi cao hơn. Một thành viên trong gia đình nói với tờ Southern Metropolitan Daily, thi thể của người mẹ được tìm thấy vào ngày 28 tháng 6. Lực lượng cứu hộ kể với tờ Beijing Post Daily rằng thi thể của nạn nhân được phát hiện cô đã bị đông cứng ở tư thế đang nâng vật gì đó lên. Vào lúc nguy cấp, người mẹ đã nâng con lên và đó là lý do cô bé có thể sống sót. Một nhân viên cứu hộ cho biết, danh tính của người mẹ và bé gái không được tiết lộ. Mưa to và lũ lụt đã gây hỗn loạn khắp tỉnh Hà Nam trong tuần qua. Những con đường lớn bị biến thành sông với xe hơi, mảnh vỡ và thậm chí cả người bị cuốn theo dòng chảy xiết. Tại thủ phủ Trịnh Châu, ít nhất 12 người đã thiệt mạng khi nước lũ tràn vào tàu điện ngầm. Ngày 29 tháng 6, Tân Hoa Xã dẫn các nguồn quan chức địa phương cho biết số người chết vì mưa lũ tại tỉnh Hà Nam đã lên tới 56 người và 5 người mất tích, thiệt hại ước tính lên tới 10 tỷ đô la Mỹ. Các nỗ lực cứu hộ bao gồm cả các hoạt động thoát nước vẫn đang được tiến hành tại đường hầm Trinh Quang ở thủ phủ tỉnh Trịnh Châu, nơi nhiều phương tiện bị mắc kẹt từ ngày 28 tháng 6. Trung Quốc thoát tim cảnh người phụ nữ giành giật mạng sống trong nước lũ. Một người phụ nữ Trung Quốc đã thoát chết trong gang tấc khi ship bị nước lũ cuốn trôi xuống cống.
trong đoạn clip quay lại vụ việc xảy ra ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam ngày 29 tháng 6. Người phụ nữ bám chặt vào sợi dây thừng được kéo bởi nhiều người đàn ông để giữ cô không bị cuốn trôi. Nạn nhân nhiều lần biến mất dưới làn nước nhưng vẫn may mắn sống sót và cuối cùng được đưa đến nơi an toàn. Dù có vẻ tỉnh táo trong đoạn clip nhưng chưa rõ tình trạng hiện nay của người phụ nữ trên. Trang QQ News đã đăng tải đoạn video với tiêu đề Thoát chết. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã lên tiếng khen ngợi sự dũng cảm và kiên cường của người phụ nữ cũng như những người cố gắng cứu cô. Tờ Guardian đưa tin ít nhất 25 người đã thiệt mạng vì mưa lũ, trong đó có 12 người tử vong trong tàu điện ngầm bị ngập ở Trịnh Châu và con số thương vong dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên. Trong đoạn video do Tân Hoa Xã đăng tải và được chia sẻ rộng rãi lên trên mạng xã hội, các hành khách bị kẹt bên trong toa tàu điện ngầm trong khi nước lũ dâng. Bên ngoài cửa sổ, dòng nước lũ đen kịt tràn vào đường tàu. Nhiều người bị kẹt trong toa đã cầu cứu trên mạng xã hội. Nước đã lên tới ngực, tôi không thể nói chuyện được nữa, làm ơn giúp chúng tôi. Một người phụ nữ trên Xiaopay cầu xin. Nhiều phút sau, cô tiếp tục bình luận. Nếu không có đội cứu hộ trong 20 phút tới, hàng trăm người chúng tôi sẽ mất mạng trong tàu điện ngầm Trịnh Châu. Sau đó, lực lượng cứu hỏa xác nhận cô Xiaopay đã được giải cứu. Được biết, hệ thống tàu điện ngầm của Trịnh Châu đã tạm ngừng hoạt động sau vụ việc. Truyền thông Trung Quốc cho biết đợt mưa lũ này là chuyện chưa từng có trong 1.000 năm qua. Một số người lo ngại với mức độ thiệt hại quá lớn, việc tái thiết sau thảm họa sẽ đặc biệt khó khăn đối với Trịnh Châu. Một trong những tỉnh đông dân nhất Trung Quốc, thành phố này có 12 triệu dân và ước tính ban đầu cho biết 1,2 triệu người đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lũ lụt. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!